Chuyên đề quốc phòng toàn dân xin kính chào các đồng chí, chào quý vị. Mời các đồng chí, chào quý vị theo dõi chương trình với các nội dung chính sau đây. Phần tin thời sự quân sự quốc phòng của các địa phương đơn vị trong tỉnh. Phóng sự lực lượng vũ trang đem nước ngọt đến với nhân dân dùng hạn mặn. Bây giờ mời các đồng chí, chào quý vị bắt đầu theo dõi. Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã kiểm tra công tác xây dựng điểm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An vững mạnh toàn diện về công tác quốc phòng quân sự địa phương. Được quân khu chọn làm điểm xây dựng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vững mạnh về công tác quốc phòng quân sự địa phương, lực lượng vũ trang Long An đã tập trung đột phá vào các khuyết điểm tồn tại, củng cố kiện toàn ban chỉ đạo, tham mưu điều chỉnh bổ sung kế hoạch của các ngành, nhất là ở cấp cơ sở, bảo đảm gắn nhiệm vụ của từng ngành với xây dựng vững mạnh toàn diện. Cơ chế lãnh đạo của Đảng trong xây dựng cho hoạt động khu vực phòng thủ được thực hiện nghiêm túc. Lực lượng vũ trang tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, thực hiện tốt công tác phối hợp với công an, biên phòng theo nghị định 77 của Chính phủ, thực hiện tốt công tác dân vận bằng nhiều hình thức đạt hiệu quả thiết thực, xây dựng đơn vị an toàn và địa bàn an toàn, 100% cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Phát biểu kết luận sau kiểm tra, Thiếu tướng Phan Tấn Tài đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất về tư tưởng, nhận thức và đề ra các tiêu chí cụ thể để phấn đấu thực hiện và đánh giá lộ trình xây dựng đơn vị điểm. Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh với Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra huyện thị, thành ủy. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Trạch cùng chủ trì hội nghị. Nhiệm kỳ qua, công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo, xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng của Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng bộ Quân sự huyện thị thành phố đạt được kết quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng lực lượng, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác chính sách hậu phương quân đội có bước chuyển biến, tiến bộ. Công tác kiểm tra, giám sát đã phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và chỉ ra những điểm cần khắc phục, góp phần xây dựng đảng bộ quân sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu đối với đảng bộ địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Trạch đã chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đi sâu vào kết quả lãnh đạo, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự các cấp, quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ quân sự trong sạch vững mạnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã tổng kết thực hiện chỉ thị 48 của Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ trì hội nghị. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đơn vị khung thường trực vững mạnh toàn diện theo 5 tiêu chuẩn của chỉ thị 917 Bộ Quốc phòng. Điểm nổi bật là huy động, kiểm tra, sẵn sàng động viên, huấn luyện dự bị động viên hàng năm đạt 98-100%, cấp tiểu đoàn thành lập được đảng bộ bộ phận và cấp đại đội có chi quỹ bảo đảm hoạt động. Đăng ký quản lý chặt chẽ sĩ quan dự bị, hoàn thành tốt chỉ tiêu huấn luyện, đào tạo hàng năm đưa vào biên chế đều đạt 100%. Tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đối với bộ binh đạt 89,39%, binh chủng đạt 89,05%, bổ nhiệm cán bộ, giữ chức, chỉ huy đạt 93,57% trở lên, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Để nâng cao chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dự bị động viên, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên, tham mưu đúng đủ và thực hiện xếp đúng chuyên nghiệp quân sự, kết hợp gần gọn địa bàn. Tập trung mọi năng lực để xây dựng lực lượng cho huấn luyện khung thường trực vững mạnh về mọi mặt, làm nòng cốt xây dựng lực lượng dự bị động viên trong khu vực phòng thủ vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2016-2021. Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện Hội Phụ nữ Quân khu 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phụ nữ Công an, Biên phòng, Ngân hàng Quân đội, Viettel Long An, lãnh đạo Công ty Cổ phần Mai Xuất khẩu Long An đã dự. Trong 5 năm qua, công tác hội và phong trào phụ nữ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.
góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, 100% hội viên phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% hội viên đạt tiêu chuẩn của phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đi đôi với việc phấn đấu học tập, lao động sáng tạo, Ban chấp hành đã bám sát và lồng ghép các phong trào thi đua của đơn vị với phong trào thi đua của hội, luôn thể hiện là tổ chức chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho chị em phụ nữ trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Từng hội viên đã thực hiện tốt điều lệ công tác hội, khẳng định được vị trí vai trò của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị. Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra những kiến nghị trong nhiệm kỳ 2016-2021. Ban chấp hành hội cần chủ động tham mưu với các ủy chỉ huy quan tâm chăm lo đến đời sống của hội viên, hoạt động phong trào của hội. Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu đoàn đại biểu gồm 3 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Sẽ chia những khó khăn của nhân dân vùng khô hạn của tỉnh Long An, Ban Thanh niên Quân đội với tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả đã vận động tuổi trẻ toàn quân chung tay góp sức giúp đỡ nhân dân vùng khô hạn vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra bằng chương trình tặng bồn chứa nước sạch và tặng quà cho nhân dân. Điểm cấp nước miễn phí cho lực lượng vũ trang Long An duy trì hơn một tháng nay ở xã Long Hồ Đông, Long Hồ Tây, huyện Cần Đước. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An quy động 6 xe bồn chở nước cùng 16 cán bộ chiến sĩ đến địa bàn, phối hợp với lực lượng tại chỗ lập các điểm cấp nước ở các địa bàn dân cư và vận chuyển nước giúp các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn. Do khô hạn kéo dài và nước sông bị nhiễm mặn nên tình trạng thiếu nước uống, nước sinh hoạt của người dân địa phương càng trở nên gay gắt. Hoàn cảnh gia đình nhà nghèo, nước nôi không có đi đổi nước xài, bển giờ không có miếng nước nào xài hết trọi á, đi xin từ đôi luôn á. Sẽ chia những khó khăn vất vả của nhân dân vùng khô hạn, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7, Quân đoàn 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, tỉnh đoàn Long An và công ty T-Capro, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình chung tay góp sức cùng đồng bào khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn. Lực lượng vũ trang các cấp đã tặng quà bằng tiền mặt cho bồn chứa nước sạch 500 lít cho 60 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện gia đình chính sách neo đơn ở hai xã Long Hồ Đông và Long Hồ Tây với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng. Ban Thanh niên Quân đội đã tham mưu với Tổng cục Quân trị tổ chức phát động phong trào trong toàn quân đối với đoàn viên thanh niên về việc chia sẻ giúp đỡ đồng bào vùng hạn mặn, và bằng những việc làm cụ thể hôm nay Ban Thanh niên Quân đội đến với tỉnh Long An để tặng bà con nhân dân một số bình đựng nước và một số phần quà. Thông qua hành động này, Ban Thanh niên Quân đội muốn chia sẻ tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ toàn quân đối với đồng bào vùng hạn và xâm nhập mặn. Ban tổ chức cũng đã đến nhà một số hộ dân để thăm hỏi, động viên và trực tiếp mang nước sạch đến để giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả, xác định công tác giúp dân chống hạn mặn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lực lượng vũ trang các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và trực tiếp triển khai kế hoạch giúp nhân dân vượt qua khó khăn do hạn mặn, góp phần giữ vững và phát huy hình ảnh bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân. Do đặc thù diện tích đất của xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nhiễm mặn nặng, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nên vào mùa khô hạn thường xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt gay gắt. Hơn 2 tháng nay, toàn bộ các hồ trữ nước mưa của gia đình đã khô cạn nên ông Trần Văn Mảnh ở ấp 5 xã Bình Đức đã phải mua nước khoảng 15.000 đồng một bình để uống, còn nước sinh hoạt thì khoảng 100.000 đồng một mét khối do ghe của tư nhân chở tới bán. Dù giá cao nhưng phải mua dùng vì nguồn nước dự trữ đã cạn, trong khi ao hồ khô hạn trơ đáy, nước sông thì nhiễm mặn và ô nhiễm chất thải. Do đặc thù diện tích đất của xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nhiễm mặn nặng, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nên vào mùa khô hạn thường xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt gay gắt. Hơn 2 tháng nay, toàn bộ các hồ trữ nước mưa của gia đình đã khô cạn nên ông Trần Văn Mảnh ở ấp 5 xã Bình Đức đã phải mua nước khoảng 15.000 đồng một bình để uống. Còn nước sinh hoạt thì khoảng 100.000 đồng một mét khối do ghe của tư nhân chở tới bán. Dù giá cao nhưng phải mua dùng vì nguồn nước dự trữ đã cạn,
trong khi ao hồ khô hạn chưa đáy, nước sông thì nhiễm mặn và ô nhiễm chất thải. Toàn là xài nước lưu, nước hữu, trời mưa có thì còn hứng xài được chút đỉnh, còn như là chỉ xài nước sông, giờ không có đông là giờ hạn rồi nó xả nước ra nhiễm trùng dữ lắm. Còn giờ không có nước xài luôn, lưu hữu gì nó cạn toàn bộ hết, đó, chỉ giờ mặn kiếm tiền là đi đổi từ thùng thôi. Xã Bình Đức có 1.586 hộ dân đang thiếu nước trầm trọng, phải mua nước bình uống và dùng nước sông hoặc mua nước giếng với giá cao. Toàn xã có 400 hectare chanh, 1.500 hectare mía, 280 hectare mì đang khô dần vì thiếu nước tưới. Nếu tình trạng khô hạn còn kéo dài thì khả năng sẽ thiệt hại nặng hoặc mất trắng. Trước đây xã Bình Đức có một cái giếng khoan tại ủy ban nhân dân xã, nhưng nước không đủ sạch để sử dụng vì nhiễm phèn nặng, nên nhiều năm qua nhân dân chủ yếu sử dụng nước mưa và nước sông để ăn uống sinh hoạt. Nhà nghèo thiếu tiền đầu tư xây dựng hồ chứa, lưu khổ thì phải dùng nước bẩn. Hiện xã đã đầu tư thi công 2 giếng khoan trên 5 tỷ đồng, nhưng đang thi công chưa đưa vào sử dụng nên bà con chưa có nước sạch để sử dụng. Nước uống của nhân dân thì hiện nay là vô cùng khan hiếm, do đặc thù của xã là chưa có nước máy. Hiện nay có 2 cái giếng nước nhưng mà chưa đi vào hoạt động. Thì tình hình khô hạn gần đây thì nước uống cũng đang gặp khó khăn. Tình hình sản xuất thì không có nước tưới tiêu. Năm nay thì ảnh hưởng rất là lớn đối với đời sống cũng như là đời sống sản xuất của nhân dân ở địa phương ở đây. Do hạn mặn còn kéo dài, nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân là hết sức bức thiết, nên lực lượng vũ trang Long An đã triển khai phương án dùng xe bồn chở nước uống để cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân xã Bình Đức, đặc biệt là ở khu vực ấp 6 và các điểm trường học trong xã. Có được nguồn nước ngọt do lực lượng chủ trang tỉnh cung cấp, bà con rất vui mừng, mang theo đủ loại phương tiện thực dụng có thể đựng nước để xin nước ngọt về sử dụng. Những hộ neo đơn, người già được lực lượng bộ đội, dân quân ở địa phương chở nước đến tận nhà. Tôi kịp thời làm tham mưu cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh cung cấp nước uống, nước sinh hoạt cho bà con nhân dân xã Bình Đức, nhanh chóng điều động lực lượng dân quân vận chuyển nước đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình neo đơn và tiếp tục mở các trạm cung cấp nước cho bà con đến khi bà con còn nhu cầu. Trước tình hình thiên tai hạn mặn còn tiếp tục kéo dài, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã chỉ đạo các địa phương đơn vị sẵn sàng tổ chức lực lượng, phương tiện giúp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn. Trong đó yêu cầu các cơ quan đơn vị thường xuyên cập nhật, theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến về hạn hán xâm nhập mặn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn phổ biến kinh nghiệm phòng chống xâm nhập mặn để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biết chủ động ứng phó, khắc phục và nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hạn hán xâm nhập mặn, coi công tác phòng chống hạn hán hiện nay là cấp bách. Bắt đầu từ giữa tháng 3 năm 2016 đến nay là Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có theo dõi chỉ đạo sát sao đối với là những vùng xâm nhập mặn nghiêm trọng như là Cần Đước, Cần Duộc, Bến Lức và những vùng của phía Nam là quốc lộ 1. Thì hiện nay là các lực lượng vũ trang địa phương đã tiến hành rà soát, đồng thời là có tích cực giúp bà con để là khắc phục cái hậu quả của cái xâm nhập mặn, giải quyết một phần khó khăn cho là bà con ở những vùng như Cần Đước, Cần Duộc, Bến Lức. Và đến đây, tới đây thì có thể rằng sẽ có là Thủ Thừa và một số huyện của lại phía Bắc của Lộ 1. Đang bước vào mùa hạn hán khốc liệt nhất, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng vũ trang tỉnh Long An và chính quyền địa phương đã giúp dân vượt qua cơn khát trong mùa trọng điểm hạn hán. Thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Long An đã sử dụng xe gắn máy của cá nhân, sử dụng những can nhựa mượn của các gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân để chuyên chở nước đến từng khu vực đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, hỗ trợ nhân dân thắt chặt thêm tình cảm, nghĩa tình, quân dân cả nước. Các đồng chí, chào quý vị, vừa theo dõi chuyên đề quốc phòng toàn dân của lực lượng vũ trang Long An, rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng chương trình. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.